Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria Gaming. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chuyên mục rất mới ở trên kênh Ria Gaming. Đó là chuyên mục giới thiệu game. Và ngày hôm nay thì mình sẽ muốn giới thiệu cho các bạn đó là trò chơi Young Heroes, một trong những trò chơi kiếm hiệp đầu tiên mà theo dạng màn hình dọc ở trên điện thoại. Các bạn biết là với chiếc điện thoại của chúng ta ấy, thì việc cầm màn hình ngang chơi nó là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên thì với cái việc mà sử dụng màn hình dọc thì chúng ta sẽ có thể chơi game chỉ với một tay mà thôi. Chúng ta chỉ cần một tay để có thể gọi là chinh phục giang hồ. Và hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn một trò chơi như vậy, đó là Young Heroes. Ok, chúng ta sẽ vào game ngay. Và chúng ta vào game thì đã thấy là cái nhạc của game rất là hay rồi. Thì trò chơi của chúng ta, cái trò Young Heroes này nó ra mắt cũng đã được khoảng 200 ngày rồi. Tức là nó ra mắt khoảng nửa năm rồi. Và cũng là một trò chơi mà rất ăn khách tại Việt Nam. Tôi biết ở Việt Nam chúng ta có một cộng đồng chơi Young Heroes này rất là đông. Cái game này thì nó có rất là nhiều cái class, tức là nhiều những cái lớp nhân vật khác nhau. Ví dụ chúng ta sẽ có thể chọn nhân vật kiếm khách này, chọn nhân vật đao khách. Và đao khách thì trông nó ngầu một chút và trông cực kỳ ngầu, và thanh niên ngã cắm mặt xuống đất luôn anh em ạ. Và đây là nhân vật thương khách. Và thương khách này thì bạn nào mà ngày xưa thích chơi mấy cái game võ lâm mà kiểu cầm thương các thứ chọc chọc ấy, thì nhân vật này tôi nghĩ là rất là phù hợp các bạn. Vũ Trúc thì sẽ là nhân vật theo dạng pháp sư. Đây là nhân vật theo dạng pháp sư. Và các bạn nào mà thích kiểu sử dụng phép thì có thể gọi là chơi nhân vật pháp sư này. Ngoài ra chúng ta có một nhân vật nữa mới ra mắt trong game Young Heroes này, đó là nhân vật cung thủ. Thì nhân vật cung thủ này là rất thích hợp cho anh em mà thích đứng từ xa mà có tí bắn lén ấy, thì tôi nghĩ là cái nhân vật này nó rất phù hợp luôn. Ok, chúng ta sẽ vào game thôi. Và mình cũng đã có một con nhân vật có sẵn rồi, đó là một con thương khách level 460. Và bây giờ mình sẽ vào trong game thử cho các bạn xem. Và đây là một trong những trò chơi mà theo mình đánh giá là cái đồ họa cũng như là cái mức độ thân thiện về giao diện nó với người chơi là rất tốt. Hiện tại thì trò Young Heroes này của chúng ta đang có đó là cái lễ hội kỷ niệm 200 ngày. Và các bạn có thể nhìn thấy cái lễ hội kỷ niệm 200 ngày này ở trong cái mục đó là mục sự kiện. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái sự kiện mà chúng ta sẽ nhìn thấy, đó là cái nhiệm vụ 200 ngày. Đó, đây chúng ta sẽ có một cái hình trái tim nha. Và đây là những cái sự kiện 200 ngày, ví dụ như tăng tốc toàn server này, tức là chúng ta sẽ có những cái thủ lĩnh từ level 200 trở lên thì sẽ giảm đi một nửa thời gian làm mới, chúng ta có thể săn boss nhanh hơn, hay là lễ thanh huyền cũng như là hồi ức phong bì. Và như vậy thì các bạn có thể vào đây để có thể tìm thấy những cái sự kiện mới kỷ niệm 200 ngày ra mắt của Young Heroes. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái mục nữa, đó là quà nhỏ. Và quà nhỏ này chúng ta khi mà nạp thẻ vào thì chúng ta sẽ có thể nhận được những cái phần quà đầu tiên rất là giá trị, ví dụ như 50.000 bạc khóa cũng như là 9 hoa hồng cũng như là vé khiêu chiến thủ lĩnh cá nhân nha anh em. Đấy, anh em mình đừng quên, nó là nằm ở ngay cái chỗ, ở ngay cái phía trên cái giao diện này. Đây, có hai cái giao diện ở ngay phía dưới cái hình cái Facebook này này. Một cái hình trái tim này, một cái là cái quà nhỏ. Thì đây là hai cái sự kiện đặc biệt mà để dành cho cái đợt gọi là kỷ niệm 200 ngày của Young Heroes này nha anh em. Tốt. Có thể là khi mà mới vào game thì các bạn sẽ bị hơi choáng ngợp một chút, bởi vì cái game nó có quá nhiều thứ để cho chúng ta quan tâm. Thì chúng ta chỉ cần ấn vào cái nút ở góc màn hình này thì cái giao diện chúng ta nó sẽ ẩn bớt đi, và chúng ta sẽ không bị gọi là đau đầu với cái chuyện đó là gọi là bị nhìn gọi là chóng mặt với những cái giao diện này. Ok, chúng ta có rất là nhiều thứ để làm ở trong một cái game mang dạng kiếm hiệp như thế này. Ví dụ như là chúng ta đi đánh boss này, chúng ta đi đánh quái, chúng ta đi làm nhiệm vụ các kiểu, thì các bạn có thể nhìn thấy là có rất là nhiều nhiệm vụ. Và khi chúng ta chọn những nhiệm vụ thì chúng ta sẽ tự động làm những cái nhiệm vụ ấy luôn. Cái game này thì nó có rất là nhiều những cái cắt cảnh trông nó rất là đẹp, và chúng ta có thể gọi là thưởng thức những cái đoạn cắt cảnh này. Thì các bạn có thể thấy là con nhân vật của mình đang cưỡi trên một cái con một cái thuyền rồng, thì cái này nó là một cái tọa kỵ, tức là một cái gọi là như kiểu ngựa ấy. Và chúng ta cũng có thể gọi là đổi rất là nhiều loại ngựa khác nhau. Game này thì điều khiển nó rất đơn giản thôi, như mình đã nói rồi, chỉ cần chơi một tay cũng được. Đây, mình có thể chơi một tay luôn. Và khi mà mình sử dụng kỹ năng thì mình sẽ ấn vào những cái kỹ năng mà mình đang có. Thì đây là bởi vì đây là một game nhập vai mà, nên là cái chuyện mà đi đánh quái rồi các thứ thì nó rất là bình thường anh em ạ. Chuyện đi đánh quái nó rất là phổ biến. Và chúng ta cũng cái game này thì nó có một cái đồ họa trông nó rất đẹp, và một cái lượng kỹ năng nó cũng rất là lớn. Các bạn thấy là nhân vật của mình đánh trông nó khá là ngầu luôn.
Ở đây thì chúng ta cũng sẽ rất là nhiều những cái đồ trông nó rất là cute hột me, ví dụ như là con thụy thố là con thỏ này, và ví dụ như là con cẩm, con này nó là con kiểu con cá chép anh em. Rồi bảo hồ lô thì đây là những cái mà đây là những cái thú cưỡi, đây là những cái ảo hóa thú cưỡi. Rồi ví dụ là kỳ lân lửa, ui con này đẹp thật sự ạ. Vâng, đẹp thật sự luôn. Ok, và ok, đẹp thật sự ạ. Vâng, đẹp thật sự anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi săn bốt nha anh em. Săn bốt thì nó có rất là nhiều những cái loại bốt trong game này. Game này nó có hẳn riêng một cái mục để dành cho việc đánh bốt luôn. Nó rất là, nó có khai bốt, nó được chia thành rất là nhiều những cái level. Ở đây mình sẽ tìm một con bốt mà nó cũng gọi là mạnh mạnh một tí nhá. Vâng, thái y tài 3, cái này nó là cái tầng 5. Và mình sẽ đi đánh từng con bốt một cho anh em xem. Ok. Ui, và đây là mình đang dùng cái thuyền rồng nha anh em. Ok, mình sẽ thử đổi sang một cái con tọa kỵ khác. Ô, tại sao lại chúng ta chưa sử dụng được con này nhỉ? Ok, và mình đã sử dụng con này rồi. Và chúng ta đang sử dụng con kỳ lân lửa. Có con nào ngầu hơn không? Giác đoan. Ui, ngầu thật sự ạ. Tiểu cán hùng, con này là kiểu con sói, bạch hổ. Ui ngầu, ui quá ngầu luôn anh em ơi. Và ngầu thực sự ạ. Ui, cái game này thú cưỡi tôi phải công nhận anh em mà nó quá ngầu luôn. Và thanh linh lộc, trúc chiếu. Ui trông con này ghê chưa này. Thiết giáp hùng vương là con gấu ạ. Và trọng minh điểu. Wow, nó là con đại bàng nha anh em. À nó là con phượng hoàng nha anh em. Cưỡi phượng hoàng thì cũng ghê đấy. Và cưỡi phượng hoàng thì quá ghê, đội bắn dê luôn. Ok, có rất là nhiều con thú cưỡi đẹp. Ui, con rồng này. Và nhà mình vẫn thích con kỳ lân lửa ở đoạn đầu, tại vì trông nó khá đẹp. Vâng, trông con kỳ lân lửa nó khá đẹp đi. Ok, một trong tính năng mà có lẽ là anh em sẽ rất thích ở trong cái game này, đó là tính năng kết hôn. Vâng, bây giờ chơi game ai mà chả muốn kết hôn anh em. Vâng, chơi game khéo đâu lại kiếm được gọi là cô nào ở trong game lại xinh như cô nê nê này thì xong. Vâng, và chúng ta sẽ có một cái tính năng, đó là các bạn ấn vào cái chữ hiệp lữ này. Ở đây chúng ta sẽ đi tìm. Và chưa có hiệp lữ tìm nửa kia để cùng nhau ra giang hồ. Vâng, ra giang hồ làm gì thì không biết. Vâng, đây mình sẽ đi đến cái nhân vật đó là bà Mai. Vâng, trong game này thì chúng ta có bà Mai. Ui, trông bà Mai trông cũng ngon thật sự anh em ạ. Ok, chúng ta đến với cái shop này. Thì ở đây chúng ta có thể đi tìm. Vâng, và tặng quà cho những cái người mà mình thích. Ví dụ như là sẽ có những cái nếu mà chúng ta có đối tượng, tức là chúng ta sẽ phải có một cái hảo hữu online nào đó mà hay chơi cùng với chúng ta. Ví dụ một bạn nữ nào thân với chúng ta chẳng hạn. Đấy, sau đó chúng ta có thể gọi là tác hợp. Còn nếu như mà bạn vẫn đang FA thì bạn cũng có thể đến với cái nhân vật bà Mai này. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi là vào trong shop kết hôn. Ở trong shop này thì nó có rất là nhiều những cái quà khác nhau. Thì nếu như là bạn có đủ kim nguyên bảo thì bạn có thể gọi là kết hôn với cả những cái bạn bè hảo hữu mà mình muốn. Nói chung là đây là một game mà theo tôi rất hợp lý. Và thậm chí là nói chung là có kết hôn thì cũng có cả ly hôn. Đấy, nếu mà mình đang kết hôn với ai đó thì mình có thể ấn vào nút xóa quan hệ này để có thể gọi là chia tay người đấy để gọi là cưới người khác. Đấy, thì nói chung là đây là một trong những cái yếu tố mà mình đánh giá là nó khá hay ở trong cái game Young Heroes này. Và đây cũng là một trong những tính năng mà rất quan trọng ở trong những cái trò chơi như kiểu trò chơi hiệp khách này, nơi mà kiểu người chơi hoàn toàn có thể gọi là đi gọi là kết hôn cũng như là có những cái gọi là trải nghiệm nó rất là vui vẻ, nó rất là giống ngoài đời anh em ạ. Với mấy anh em mà theo kiểu phong cách của chúng ta là phong cách khát máu ấy, và trong game mà thích đi kiểu PK các kiểu là điều, thì anh em sẽ rất thích cái chế độ gọi là thi đấu. Trong này chúng ta có hai chế độ thi đấu, đó là đấu cá nhân và đấu quân đoàn chiến. Thì các bạn có thể thấy cái mục thi đấu ở đây. Đấy, qua đấu cá nhân tìm thêm thằng nào nó yếu hơn chúng ta, lực chiến của chúng ta nó vô đối rồi, vào tìm cái thằng nào vào thi đấu nào. Vâng, đổi một mẻ, ta sẽ đổi qua đây Trick này, Dante vào chơi nó luôn. Vâng, vào gọi là thi đấu luôn anh em ạ. Tuổi gì đòi ăn mì với tôi. Vâng, lực chiến của mình lên tới con số là 85 triệu. Thì bạn tuổi gì ạ? Và như vậy là mình đã chiến thắng thanh niên Dante rồi. Vâng, ngon luôn. Bây giờ mình sẽ đi bắt nạt thanh niên khác nha anh em. Gray, Grum, nói chung là mấy cái thanh niên lực chiến như thế này thì không ăn thua anh em ạ. Tôi phải đi tìm những cái thanh niên lực chiến nó cao để mà chúng ta có thể đi gọi là củ hành chúng nó.
vào trong cái chế độ lực chiến này thì toàn bộ những cái pha giao tranh của nó sẽ là của chúng ta sẽ là tự động nha anh em nhá. Và chúng ta có thể gọi là tua nhanh qua cái phần giao tranh này để mà có thể thấy luôn đấy, lại lên hạng rồi. Vâng, cái tầm này gọi là đi bắt nạt rồi, chả mấy mà mình lên top 1 server anh em ạ. Vâng, đây là thanh niên Hopso, rank gọi là 900, cần hết lực chiến của mình 85 triệu cơ mà. Và các bạn nhớ nhá là mình có một cái gift code dành cho các bạn ở phía dưới của cái mục này. Đó là cái gift code mà giúp cho chúng ta tăng rất là nhiều thứ. Ví dụ như là tăng sẽ tăng thêm 50 kim nguyên bảo khóa này, rồi tặng cho chúng ta 80.000 ngân bạc này, thẻ treo máy offline 1 giờ, thuốc ESP ngân gấp 1,5 lần và một cái bông hoa hồng, và 9 bông hoa hồng cũng như là một cái lệnh tầm bảo. Thì các bạn vào trong game thì các bạn sẽ có thể gọi là dễ dàng hơn trên cái con đường phiêu bạt giang hồ. Đấy, tôi phải đi bắt nạt mấy thanh niên này tiếp. Vâng, bách chiến thành thần, cần hết anh em ạ, cần hết tầm này. Vâng, cần hết lực chiến bao nhiêu, tầm này hạng 738, leo top 1 server là rõ. Vâng, quá mạnh luôn, nhân vật của mình cũng gọi là bá cháy bộ chết rồi anh em ạ. Vâng, nhân vật chúng ta bá cháy bộ chết lại, tăng thêm 75 hạng, được đánh lên hạng 660. Tuổi gì đòi ăn mì anh em ơi. Vâng, tuổi gì, anh em thấy nhân vật chúng ta lực không? Đấm phát nào nó lại chay may phát đấy, quá ngon luôn. Đây, hạng 571 rồi, tôi tiếp tục leo rank cho anh em xem. Trước cái game Young Heroes này, tôi đánh giá là một trong những trò chơi kiếm hiệp ở trên điện thoại mà gọi là hay nhất ấy. Vâng, phải gọi là rất là hay. Mà cái hình đồ họa nó dễ thương. Và hình đồ họa nó lại theo phong cách là kiểu thân thiện và dễ thương với cả người xem, trông rất là sướng luôn. Vâng, nhìn nó rất là sướng mắt anh em ạ. Ui, leo rank như thế này thì đỉnh. Ui, thanh niên kia skin ghê nhỉ. Đây là đao khách. Vâng, mình của mình là thương khách anh em. Đấy, tuổi gì đòi ăn mì. Đấy, bắt đầu lên cái thanh niên đầu tầm 100.000 rồi. Và chúng ta vẫn đang leo gọi là bá cháy luôn. Đấy, ngon luôn anh em ạ. Chả mấy lên top 1 server. Đấy, nói chung là cái game này thì nó rất là hay. Và anh em có thể gọi là làm rất là nhiều trò với cả cái game này. Và có rất nhiều thứ luôn. Ở đây thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái sự kiện nó đang diễn ra. Kỷ niệm 200 ngày mới ra mắt ở trong cái kỷ niệm 200 ngày mà ra mắt của cái game Young Heroes này. Ok. Để mà có thể nhập gift code thì anh em đừng quên là có một cái mục, đó là mục phúc lợi này. Đó, anh em bấm vào trong mục phúc lợi thì anh em sẽ có thể nhận được, đó là cái quà điểm danh hàng ngày, đó là nguyên bảo khóa cũng như là rất là nhiều quà điểm danh hay ho nha anh em. Bên cạnh đó thì để mà nhập được cái gift code này thì anh em bấm vào trong mục code này, sau đó thì nhập cái gift code vào thì anh em sẽ nhận được cái phần quà mà mình để ở phía dưới, ở mình đã nói ở trong cái gift code mà kỷ niệm 200 ngày ra mắt của trò Young Heroes này nha anh em. Đó, thì ở trong cái phần phúc lợi thì anh em đừng quên là đây là cái phần để nạp code nha anh em. Đây, chúng ta sẽ nạp code vào đây và phần thưởng của chúng ta sẽ nhận qua thư. Ok, và để mà cho cái game của chúng ta nó dễ nhìn hơn thì các bạn có thể bấm vào cái nút này. Đó, có một cái nút mà các bạn có thể gọi là để tắt bớt cái giao diện đi. Ok, con bot của chúng ta chỉ còn có đó là 10-mấy% máu rồi. Mình sẽ sát hạ cùng với nó và sẽ nhận được rất nhiều quà ở trong cái phần đánh bot này. Vâng, đánh gọi là căng đét và khét là lẹt luôn. Này, chơi cậu này. Sắp chết rồi anh em ạ. Con bot của nó chỉ còn có 10-mấy% máu thôi. Ok, con bot chỉ còn có 8% máu thôi anh em ạ. Chúng ta chuẩn bị hủy diệt được con bot này rồi. Và khi mà hạ cùng đồ bot thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ, bao gồm cả nguyên liệu này, rồi thì đồ hiếm rồi các kiểu. Young Heroes là một trong trò chơi mà rất hào phóng với cả người chơi. Và thay vì là theo kiểu phong cách gọi là phải nạp tiền pay to win thì đây là một trong trò chơi mà khi các bạn đánh bot rồi thăm làm ca nhiệm vụ thì sẽ ra rất nhiều đồ ngon nha anh em. Quá ngon luôn. Ok, chết này. Kết liễu. Chà, và ui quá nhiều đồ ngon luôn. Vâng, đá trí tôn rồi các kiểu na điểu và như vậy là túi đầy rồi. Vâng, nạp được cả tay cửu châu các kiểu này. Một pha đánh bot phải gọi là hết sức căng thẳng đến từ vị trí của Rikaki Gaming. Chúng ta có thể nuốt mấy cái đồ này, vì nếu mà mấy đồ này mà nó không có tác dụng gì chúng ta để nuốt lấy linh khí nhá, tại vì đồ chúng ta hiện tại đang rất là xịn sò con bò rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển ra đi đánh bot tiếp theo rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đánh con bot mạnh nhất ở trong cái map level 500 này nha anh em. Vâng, với cái chiến lực của chúng ta lên tới con số là 103 triệu thì con này tuổi tí. Ui, con bot này trông nó khá là ngầu anh em ạ. Con này chơi nó có cả cái
Level boss mục tiêu quá cao, bản thân chịu sát thương ít hơn và tạo sát thương với người chơi nhiều hơn. Quá ghê. À, nhưng mà chúng ta sẽ ăn được thôi, bởi vì chúng ta đang sử dụng một cái nhân vật gọi là cực mạnh luôn. Ok, con dê. À, chiến thôi anh em. Đây là một trò chơi mà theo mình đánh giá là rất là hay. Và để các bạn đánh được con boss này thì theo mình là các bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để có thể luyện công được, cũng như là có thể gọi là tích tụ thêm gọi là lực chiến. À, chưa kể là nó dùng trưởng. Đó, các bạn thấy mất rất nhiều máu. Con boss khá trâu. Ok, và đó là cái phần mà mình đã trải nghiệm cái game Young Heroes này. Và nếu như các bạn thấy cái game này hay thì các bạn đừng quên đó là hãy tải game này về từ Apple Store hoặc là Google Play, cũng như là nhập cái gift code mà bên nhà phát hành họ cho nhá. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Kia Minh, đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau. Bye bye.